Rồi, hôm nay Yên sẽ hướng dẫn cái bước nhảy mà một rộng xong là một nhún kết hợp lắc hông luôn nhá. Đó, theo các chị em yêu cầu nhá, mà dành cho các chị em nào mới bắt đầu học nhảy nhá, muốn nhảy mà không biết bắt đầu từ đâu thì hôm nay Yên sẽ hướng dẫn các bước cơ bản của nhảy tự do nhá, dành cho chị em nào thật yêu thích nhảy tự do nhá. Rồi, là bắt đầu là các chị em thuận chân nào, các chị em nhún chân đó nhá. Còn Yên nhún chân phải trước nào, nhún chân phải trước nào, rộng nào, một, nhún cái thứ hai xuống để đẩy lên nào, hai, đánh hông nhá, trở về, ba, bốn, trở về, năm, sáu, trở về, bảy, tám, trở về. Đó, bước một như vậy cho Yên nhá. Nào, bắt đầu tiếp tục lại từ đầu là cứ chân phải trước đi các bạn ơi, là ai cũng là thuận chân phải trước đúng không, là dễ nhất đúng không. Nào, rộng nào, một, rộng nào, nhún nhá, rộng nào, xong cạnh nhún cái thứ hai là đánh hông nào. Đó, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Yên hướng dẫn làm sao một cái bước nhún của các bạn nhún sâu là một này, hai nữa là các bạn rộng một cái khi các bạn nhún xuống này để mà rộng chân này. Nào, một, nhún cái thứ hai khi cái vị trí là hai chân để nguyên nhá, để nguyên tiếp sàn. Nào, một chân vừa nhún xong thì các bạn, bao giờ các bạn nhún các bạn rộng một cái thì cái gót chân các bạn đẩy lên chỉ chống năm đầu ngón chân xuống mặt sàn, rồi các bạn nhún tiếp cái thứ hai đánh hông nhá, nhún cái thứ hai để đánh hông. Đó, đây, chân trùng xuống nhá, đánh hông cho Yên. Rồi, rộng xuống trở về, lại tiếp chân sang chân bên trái nhá. Nào, một rộng này, một nhún để kết hợp đánh hông lên nào. Đó, rất đơn giản, rộng nào, nhún là đánh hông nào. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi một chân các bạn nhún hai nhịp nhá. Một rộng và một nhún cái thứ hai là để đánh hông nhá. Rộng này, tiếp tục đánh hông này, hất hông này. Rồi, đó, rộng chân này, nhún cái thứ hai, đánh hông cho Yên. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cứ như vậy bước 1 nhé. Bước 1 như vậy nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Các chị khó đánh hông quá thì các chị chỉ có bằng cách tập kiểu này nhé. Tập kiểu này xong rồi lên mà các chị sẽ đánh được hông nhé. Và sẽ lắc được hông nhé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yên sẽ đứng gần cho các bạn nhìn cho dễ nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yên sẽ đứng quay lại hướng đằng sau một tí xem các bạn nhìn xem có dễ nhìn hơn không. Bởi vì Yên nghĩ là những các bước nhảy này chỉ cái quan trọng kỹ thuật nhất là cái nhún chân và đánh hông thôi. Còn thì cũng không quan trọng đó là nhảy tự do, không quan trọng gì trái phải, thế là không cần phải mình trước mình sau, có thể là cũng dễ hơn á. Nha, nào lại bắt đầu lại từ đầu nha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dạ rồi,
giờ Yên phải nói chi tiết một xíu nhé. Khi mà các bạn mà tập nhảy kể cả thật chậm đi chăng nữa thì các bạn cũng không thể nào mà các bạn nhảy rời rạc bước một gì đâu. Khi mà là đã học là để cho nó quen thì và các bạn phải học ngay từ đầu để mà cho cái thói quen nhảy cho đẹp nhé. Đừng có rời rạc một bước một như này nhé. Đó, đừng như này nhé. Cứ rời rạc bước một thì không được. Mặc dù rất là chậm nhưng các bạn nhún làm sao nó cũng phải kết lối chân nọ luyến sang bên kia nhá, đánh sang bên kia cho nó thật đều nhá. Nào rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mặc dù rất chậm nhưng các bạn cái nhún cái nhún này, cái từng nhịp một đó phải cứ kết nối theo chân nọ, kết nối đấy, chân phải nhún liên tiếp nhá. Đừng dứt khúc, đừng dứt đoạn nhá. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đó, các bạn chậm thì chậm đến mấy thì các bạn cũng phải nhịp, các bạn cứ phải nhịp bên nọ, nhịp bên kia lối liền với nhau như vậy thì nhìn nó sẽ rất đẹp mà nó mềm mại mà các bạn học nó dễ nhá, mà tập cho nó dễ. Đấy, xong khi các bạn nào ngay phải làm quen ngay từ lúc học đi thì lúc vào nhạc nhảy nó mới hay nhá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mỗi một chân nhún hai nhịp, rậm một cái, một cái rậm, một cái để lắc luôn nhá, một cái rậm, một cái lắc không nào. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Thì đứng yêu một xíu nhé, cho các bạn nhìn chân nó dễ nhé. Rồi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lại Yên đứng quay hướng cùng chiều, hướng cùng chiều với các bạn nhé. Nào, rồi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhiều bạn nói là tại sao mà cái chân phải nó dễ mà chân trái nó ngượng. Đúng rồi, chân trái tất nhiên là phải ngượng rồi, bởi vì là chân trái mà tay trái cũng vậy thôi, chứ mình đang thuận tay phải mà mình làm thì tay trái rất là khó nhé. Thế vậy nên các bạn thuận chân phải hơn thì các bạn cứ nhún trước, vậy thế cứ nhún trước chân phải này. Yên toàn Yên nhẹ, Yên toàn nhún chân phải trước thôi chứ. Đó, Yên nhẹ, Yên toàn nhún chân phải trước xong Yên lắc chân trái này. Nếu mà cảm thấy chân trái ngượng quá thì các bạn chịu khó đứng học cái chân trái này đi. Chậu ghích một chân lên. Đây, ghích một chân lên. Xong các bạn cứ đánh hồng này. Đây. Đấy, ghích một chân nha, một chân trùng trên căng chân trụ bao giờ thì đứng thẳng xuống mặt sàn. Còn cái chân phụ này các bạn chống chân lên cho Yên. Đó, xong các bạn lắc hông. Đó, lắc hông, học lắc hông cái chân trái đi cho quen đi. Đấy, chị em nào mà kêu là ngượng quá thì học như này nhá. Đó, học để cho quen nhá. Đấy, 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7.
Dạ rồi, video Yên sẽ kết thúc tại đây nha. Thì hiện bây giờ Yên sẽ quay một đoạn có nhạc. Và khi mà vào nhạc Yên nhảy nhanh và cái bước nhẹ Yên vừa hướng dẫn là nó vào nhạc nó nhảy nhanh như thế nào nha. Còn khi Yên hướng dẫn các bạn nhảy thì các bạn một rộng và một đánh hông nó kết hợp nhá. Đấy, mỗi chân là nhún hai nhịp như này đúng không ạ? Để cho khi các bạn học và để cho nó dễ. Đấy, cái quan trọng nhất là cái đắc hông này rất là khó, vậy chi là Yên phải hướng dẫn là khi mà cái lúc Yên hướng dẫn bước 1 là Yên phải hướng dẫn là một rộng một nhún kết hợp lắc cái hông nhá. Đấy, lúc mà Yên hướng dẫn cho các bạn làm như vậy thì để cho các bạn học dễ lắc cái hông này này. Đấy, để các bạn mới lắc được nhá, để cho dễ cho các bạn học nhá. Còn khi mà vào nhạc để nhảy nhanh thì là nó như thế nào nhá. Thì đây, bây giờ Yên sẽ ghép một đoạn có nhạc cho các bạn sẽ xem đoạn có nhạc nhá. Rồi. Thank you.